rồi, về hưu nghỉ sớm cho nó khỏe ông ơi. Làm tổng thống làm gì cho chúng nó chửi. Tôi bảo ông nghe, người ta nói làm vua mới sướng, làm tổng thống Mỹ không có sướng gì đâu. Nếu mà đã sướng thì tôi cũng đi ứng cử với ông cho vui rồi. Ây chà, ông này mà lên thì Chế Linh đi show mệt nghỉ. Này, tôi nói cho ông biết nha, kinh tế bây giờ nó đau lắm rồi. Tôi còn mỗi căn nhà này thôi đấy. Ông làm cái gì thì làm, nó mà kéo đi của tôi, ông đừng có mà nhìn mặt tôi nha. Chị Lý Sử. Bệnh giỏi, khỏe không? Người chứ phải hỏa tiễn đâu mà vừa nói xuất hiện ngay thế. Trời đất ơi, tôi tới trước cửa nhà chị, tôi mới lấy điện thoại alo cho chị mà. Con chào bác Lý Sự. Thôi kêu tôi Lý được rồi, Sự tên chồng tôi. Cô kêu cả cặp nghe kinh quá. Ê, thế hai bố con nay rảnh rỗi có chuyện gì qua đây không? Qua là phải có chuyện chứ. Con gái tôi đang đi làm mà tôi phải kêu nó từ sở chạy gấp về đây gặp chị đó. Gớm. Thì cái gì nói nhanh nhanh, cái tôi còn phải đi tập thể dục. Chị mà cũng tập thể dục có sao? Ôm xin lỗi ông anh đi, tôi mà không có work out thì làm sao mà tôi có cái body sexy ba vòng chập trùng khác nhau này được. Chị tập tạ phải không? Sao biết? Tạ đè riết người càng ngày càng lùn nè. Xin lỗi ông anh, lùn thì nó cũng có cái giá trị của lùn. Ông anh không nghe người ta nói à? Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Tôi đang nằm trong diện lùn quý phái nha. Nói chuyện với mấy người đàn ông mà có con ve chó bên miệng nhiều lời lắm. Mệt hết hơi, tập thể dục cho nó khỏe. Chị ơi. Trời đất thôi ơi, đi bà. Thở vô mặt tao chóng mặt luôn rồi. Bà thấy bác Lý đó, tập thể dục mà cũng nè. Thôi mẹ ơi, hết bả tới mày à. Con nghĩ hôm nay bác Lý bận rồi đó. Bữa khác qua nói đi, nãy giờ qua đứng nè, không mời ngủ không có miếng nước. Xin lỗi. À, nói chung là em sorry, sit down bunny. Gì vậy? Có gì đâu mà chố mắt. Mời ngồi đấy, ngồi đi. Có chuyện gì nói nhanh hộ cái, gom nhiều việc lắm nha. Thì cái chuyện con trai chị thằng Dũng đó, với lại con Hải Đường con gái của tôi nè. Bữa trước tôi nói có nói chuyện trên điện thoại chị mà tôi thấy chị như cố tình lờ đi á. Bữa nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện một lời cho xong. Thì ông anh cũng biết ý tôi rồi mà. Ba, dẹp đi ba. Bác Lý đã không thích rồi, ba cứ ngồi đây nói hoài làm gì nữa. Mày con gái mình cứ ào ào vậy, ai mà dám nhận mày là con dâu. Chị Lý à. Tôi nghe nói là hồi xưa là vợ tôi với chị có kết nghĩa làm chị em đúng không? Mà chị vừa lùn vừa già mà lúc nào cũng muốn làm em, có đúng không? Rồi hai người có hứa là gả con cho nhau nữa, có đúng không vậy? Thì nói chung thì là cũng chính xác. Mà tôi không bảo ông anh nghe, cái bà vợ nhà ông anh ấy, bà làm như bà có cái đam mê chuyện tàu đấy. Bà gặp tôi bà cứ bảo thôi mình kết nghĩa cái tình huynh đệ, cái tình tỉ muội, nói chung cái tình khỉ gió gì nhà bà ấy. Thế mà bây giờ cái chuyện đấy nó cũng đã lâu lắm rồi, thế ông anh nhớ làm cái gì, phiền lắm. Thôi dẹp đi ba, con nói rồi con không cần nha. Trời ơi, con có ế đâu mà sợ ba ngồi ba năn nỉ hoài vậy. Này cháu, thế ế hay không thì bác không biết, chứ mà 1-2 năm nữa mà không ai lấy thì cũng gọi là ống chề nhá. Con người thì bé tí, bày đặt thiên đường với hải đường. Chắc là ngày xưa bà nhà lại thích tướng cướp Bạch Hải Đường nên mới lấy tên nó Hải Đường cái gì. Tôi nhìn kỹ thì cháu nên là lấy tên Hải Tặc thì đúng hơn. Cướp con gái con lứa đứng rung cái chân như tướng cướp thấy cắt ghét. Chị ơi, tại vì đó vợ chồng tôi thích trồng cây kiểng lắm. Không? Bà mới lấy tên các loài hoa đặt tên. Bà là Hướng Dương. Còn đặt tên cho con nhỏ này là Hải Đường. Vậy đó. Sao không lấy tên ông anh là Hoa Vạn Thọ luôn, để lên bàn thờ cúng cho nó đủ bộ.
Được dạng thọ cũng đỡ. Ừ. Đó, mỗi lần bà nhìn mặt tôi, bà nói tôi kêu tôi là hoa cứt lợn mới chết chứ. Ừ thì đúng rồi, mặt anh giống mặt con heo thì bà kêu cứt lợn là đúng rồi. Thế mà cũng nói được rồi, buồn cười. Ba, đi về nha. Ừ. Ba không về, con về. Trời ơi, nói chuyện thấy phát ghét. Hèn chi chồng mà bỏ là đúng rồi. Trời ơi mày, nó dễ mày sao? Nó lé người ta phải nói nhỏ nhỏ thì mà nó ào mặt tao người ta chửi sao? Con thông cảm đi, mấy cái thứ người mày nhỏ con mặt khó ưa lắm. Tao nói có lớn quá không? Quá lớn rồi đó ba. À vậy hả? Vì lý sự cái ý tôi là muốn nói là chị là cái mấy người nhỏ con á. Ừ. À, nhìn nó dễ thương. Ừ. Con nhìn nè, coi mặt có lý nè, đó mắt nhỏ mũi bự mỏ chu nè, cái mặt này mà Halloween khỏi cần quá trang tao không biết là phù thủy. Coi lố quá không con, tập 2 rồi đó. Nói chung thì tôi có già, tôi có nhỏ, tôi có xấu thế nào thì cũng chuyện của tôi. Bây giờ ông anh biết rồi đấy, bây giờ cái đời sống của mình là đời sống America. Bởi vậy ấy, ông anh đừng có quan tâm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh. Ôi trời, nhức hết cả đầu, tôi đau đầu quá. Dẹp cái vụ này đi nha ba, một lần nữa thân à. Ôi trời ơi, nó còn coi kỹ tướng con đây nè, thiếu gì người theo. Trời ơi, không biết sao bà già trước khi chết cứ bắt buộc là phải làm dâu cho bác thôi. Không biết ông Dũng sao mà nhìn mặt bà già này sao thấy hãm tài dữ. Còn tôi nói đúng á. À không không, ý tôi nói là má nó có để là cho nó một cái thơ di chúc. À ừ, ừ. Đó. Ui dồi ôi, lại còn di chúc nữa. Thôi ông anh cho tôi cười tí cho thỏa mãn. Tôi bảo ông anh nghe, người ta giàu có thì người ta mới di chúc. Đằng này như bà vợ nhà anh nghèo thế mà còn bày đặt di chúc với chả di chéo. Này tôi còn nhớ mãi nhá, cái bà chị nhà anh ấy, bà có mỗi một cái quần thôi, vá chẳng vá đục vá mãi mà không có cái quần đi ăn tiệc. Thế mà di chúc mà làm cái gì? Ôi dồi ôi, nghe nó phiền não quá. Hải Đường. Dạ. Lấy cái thơ má con ra đây con. Bà đọc đi. Bầu. Mà thôi mày đọc đi, cái thơ này tao đọc cả trăm lần rồi. Tao không hiểu má mày lúc còn sống á thì thông minh sáng suốt, lúc sắp chết thì cái đầu tóc u tối hay sao á. Viết cái thơ kỳ cục quá. Đọc đi, đọc lớn cho bác Lý nghe. Cầm giùm con bác. Ba con Hải Đường ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Lý Sự? Giật mình đâu có cần phải quá lố như vậy. Bay từ trong cái chỗ này mà bay ra tới ngoài nhà luôn. Đâu, coi lại mấy cái vòng coi có vòng nào bị móp không. May quá vòng trên còn nguyên. Thế này, tôi nói cho chị biết nhá, tôi lớn tuổi rồi, già cả rồi, có đọc cái gì thì bé mồm cái. Gớm con gái con lứa đọc cái gì hùng hùng hổ hổ, nghe giật hết cả người. Kinh khủng thật ý. Nè, đọc nó nhỏ thôi con. Dạ. Ba con Hải Đường ơi, chấm dấu than xuống thôi, thôi được rồi, thế cứ đọc thẳng đi, đừng có phết phẩy than thở, không có thời gian nhá. Tôi với ông đang sống với nhau ngon lành, khi không bác sĩ nói tôi bị ung thư ruột già, Mỹ nó kêu bằng colon cancer. Ba dạy mày sao? Tiếng Mỹ này phải nhấn nhá đúng chỗ. Colon cancer. Colon cancer. Tầm bấy tầm bạ. Tây với chả u khiếp thật. Do chứng táo bón lâu ngày không đi cầu được mới ra nông nổi này. Anh cho em xin ý kiến tí. Cái gì? Gớm cái dòng thư mỗi mấy chữ mà tôi phải cứ ý kiến suốt. Thế bây giờ bà chị nhà anh ấy, bà qua tới Mỹ rồi thì bà phải văn minh tí. Thay vì cái từ đi cầu, bà dùng từ zét cờ zoom đi. Thư di chúc mà bà phang hai chữ đi cầu, vừa đọc một phát nghe ô nhiễm khắp hết cả nhà. Kinh quá. Ôi trời ơi, đau đầu quá. Ý kiến xong chưa bác? Dạ xong rồi chị đọc tiếp đi chị. Giờ tôi sắp chia tay ông, tôi có mấy điều muốn trăn trối lại cho ông. Ông ráng mà làm theo lời tôi dặn để tôi có thể ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhất, hồi vợ chồng mình bế con Hải Đường đi vượt biển,
Tôi với chị lý sự có hứa với nhau là nếu trời cho tới bến bình yên, hai đứa tôi sẽ kết nghĩa chị em, và sau này tôi sẽ gả con Hải Đường cho thằng Dũng con chị Lý. Vậy sau khi tôi mất, ông với con Hải Đường nên giữ lời, đừng để tôi mang tiếng là người thất hứa. Ôi rồi, vớ va vớ vẩn. Người chết, người ta chết, người ta sắp chết sẵn rồi, ta muốn nói gì cái nói. Hơi đâu mà nghe gom, nghe đau hết cả đầu. Bác Lý ơi, bác để cho con đọc xong lá thơ của má con, sao bác nhảy vô không con hoài với bác. Dạ em xin lỗi chị đọc tiếp đi ạ. Sợ chị quá. Thứ hai, khi tôi chết, tôi để lại tiền cho con Hải Đường đặng nó có vốn làm ăn khi lấy chồng. Đó là bảo hiểm nhân thọ của tôi, $1,000,000. Trời đất ơi, chị nói vợ tôi nghèo sao mà chị cái quần chị mục dữ vậy chị Lý. Ôi chết, thôi quần mục mục kệ mẹ nó đi. Này, con ơi, thế nãy giờ con đọc cái gì mà có cái bảo hiểm cái gì mà một triệu trời đô đấy ơi, bảo hiểm nhân thọ $1,000,000. Ừ, bà để lại cho con Hải Đường khi nó lấy chồng, hiểu chưa, làm của hồi môn đó. Ừ, đọc tiếp đi con. Ừ, đọc tiếp đi con dâu của mẹ. Con ngồi đây đi con, ngồi đây đi con, đấy ngồi đi con, đọc tiếp đi con, đọc bực tiếp bội. Ừ. Thứ ba, ừ, tôi với ông hiện có 2 căn nhà trả gần xong hết mortgage rồi. Ông nên cho nứt con Hải Đường 1 căn đặng vợ chồng nó bắt đầu cuộc sống mới. Con ơi, con đừng đọc nữa. Mỗi lần con đọc mẹ nhớ đến mẹ con lắm con ơi. Mẹ nhớ mà mẹ đau hết cả lòng con ơi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như làn khói hiền dì dào. Trời ơi chị Hướng Dương ơi, lý ra chị phải lấy tên Đại Dương mới đúng chị Dương ơi. Chị Dương ơi, chị Dương, mỗi lần mà nhắc đến chị sao tôi nhớ chị quá. Chị Dương ơi là chị Dương, chị sống cùng đã tiếng chị về đây, chị chứng giám cho lòng thật của tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị Dương ơi, cái gì vậy? Nhiều lúc tôi nhớ đến chị còn hơn nhớ đến thằng chồng tôi nữa. Chị Dương ơi là chị Dương. Con bảo hiểm $1,000,000 con lãnh chưa? Lãnh rồi bác. Ồ, đấy thấy chưa, ông anh nghe chưa, người ta bảo trâu chết để ra mà người chết để tiền. Ôi trời ơi chị Dương ơi. Mới ngày nào chẳng biết cái chi chi, ngoảnh mặt lại chị đã đai trước tôi rồi. Chị Dương ơi, trời ơi sao chị không đợi tôi đi chung với chị Dương ơi. Ôi trời ơi, mà nếu tôi đi chung cùng chị làm sao mà tôi lãnh được $1,000,000 với căn nhà chị Dương ơi. Ôi con ơi, đồng tiền liền khúc ruột, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con ấy, đi về nhà chồng là phải đưa tiền hết cho chồng nhá. Nếu không đưa cho chồng, cứ đưa cho mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, đưa cho mẹ tốt hơn con nha. Đọc tiếp đi con yêu của mẹ. Ôi ôi, tại bút. Ừ. Ông với con Hải Đường, ba, nhớ đi cầu thường xuyên. Đừng để táo bón mà sanh bệnh giống tôi, giống má. Vĩnh biệt ba. Ôi giời ơi, ông anh thấy chưa? Cái gì? Cả cái cuộc đời tôi ấy, tôi đọc biết bao nhiêu văn chương, bao nhiêu sách vở, chưa có cái dòng duy chúc nào mà hay như cái dòng di chúc của bà chị nhà anh. Có mèo ơi, bà dùng mấy cái chữ rất là mộc mạc. Nhớ đi cầu không thì táo bón. Nhắc nhở là mình phải đi cầu thường xuyên đấy. Ôi eo ơi, mẹ nói thật với con ấy, mẹ con ấy nhá, văn mẹ con hay lắm. Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn á, mà gặp mẹ con thì cứ kêu mẹ con bằng cụ đấy. Ôi chị Lý à. Ừ. Chị nói chị thân với lại vợ tôi. Ừ. Có lúc đám ma của bà đó, bạn bè tới đầy đủ, sao tôi không thấy mặt chị vậy ta? Ông anh biết không, hôm đấy thật tình là em đi casino. Cái gì? Ồ không, nhầm,
em đi cano. Anh biết không, tàu đi ra giữa biển, thế là nó bị đắm đấy. Tí nữa là em không sinh cùng ngày với bà chị, nhưng mà em chết cùng ngày là tiêu em luôn. Này, con yêu của mẹ, gớm, nãy giờ con qua đây, mẹ chưa có lo cái gì cho con uống cả. Thế là con uống cái gì? Pepsi, bò húc, coca, con uống cái gì? Con đợi mẹ tí nhá. Em ôi thật ý, hôm nay mẹ vui thật ý. Con dâu gì mà nó xinh, đáng yêu thật ý. Đợi mẹ tí nhá. Bà này bà là người hay là chim vậy ta? Hay bà bày dữ lắm bà. Bà, đọc xong lá thơ con mới biết bác Lý là người hai mặt á. Bác Lý ơi, khỏi nước đi. Uống được ly nước của bác con nghẹn cổ bác ơi. Đúng rồi, con nói chính xác rồi. Uống nước nghẹn họng lắm, con dùng trà đá đi cho nó thông họng này. Ôi trời ơi, eo ơi. Tôi nói thật với ông anh ấy, bây giờ nhìn kỹ cái con bé này á, càng nhìn càng thấy có cái gì nó rất là phúc hậu đấy. Eo ơi, nhìn có cái gì rất là triệu phú. Nói chung nó tóm lại nhìn kỹ nó có một cái gì nói chung là rất là hải đường đấy. Ôi trời ơi. Được rồi. Ừ. Bây giờ chị về chị bàn với lại con trai chị đi ha. Ừ. Nếu nó đồng ý thì chừng nào cho tụi nó là đám cưới đây. Ô chết, ông anh, sao thế được? Thế ngày hôm nay được không? Cái gì? Cưới gì lẽ vậy? Thế thôi ngày mai đi. Thế thôi nói chung là ngày nào cũng được, miễn sao cứ cưới là được rồi. Nói chung là phụ thuộc vô ông anh thôi. Ừ. Mà bác Lý ơi. Ơi, bác đây con. Tuy là lá thơ má con viết như vậy nhưng mà con muốn để lại số tiền đó hết cho ba con. Ừ. Ôi, con bé này nhìn kỹ thế mà không có dạy hả anh? Anh chị nói gì? Không phải cái kiểu nó ngây thơ đấy. Con ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Lời mẹ con dặn là con phải thi hành. Con không thi hành làm sao mà mẹ con nhắm mắt được hả con? Đúng không ông anh? Làm sao nhắm mắt được không ông anh? Nhắm được chứ. Có ai chết mở mắt đâu. Đúng rồi vậy. Nhưng mà bây giờ con còn trẻ, con phải có óc xây dựng, phải có óc tự lập. Con anh Dũng lấy nhau, con không muốn lấy tiền của má con, người ta nói tụi con là làm biếng. Ôi giời ơi, cái con bé này, ôi giời ơi, con càng nói mẹ càng yêu con hơn, cái con ngây thơ quá. Nói nghe này, không biết tự lập thì người ta cho là lười, mà có gia tài mà không biết hưởng thì người ta cho là ngu. Ở đời thà mang tính lười còn hơn mang tính ngu, con nha. Thôi được rồi. Ừ. Về bàn kỹ với con chị đi ha. Có gì điện thoại cho cha con tôi nha. Đi chết, về. Ôi chết ông anh. Sao mà đi về được? Mấy khi mà rồng đến nhà tôm đâu. Con ơi con ngồi đây đi. Trời ơi ông anh biết không, để tôi kêu thằng Dũng về. Cái thằng này tôi dạy nó, nó ngoan như tôi vậy đấy. Là nó không bao giờ mà nó biết chê tiền đâu đấy. Hả? Không quên nhầm, nó không bao giờ nó biết chê tình. Chết tôi dối quá. Ông anh đợi tôi tí nha. Để tôi lấy điện thoại tôi gọi cho nó cái. Ôi trời ơi, đâu rồi? Alo Dũng à, con đang ở đâu đấy? Về gấp nha. Cái gì về đám cưới? Trời ơi, đám cưới ngay. Sao? Con được tăng lương á? Bao nhiêu đồng một giờ? 20 đồng á? Thôi quên mẹ này đi. Này, mẹ nói cho con biết nha. Đi về đây đám cưới xong rồi quành lại cái nhà hàng, mua đứt luôn cho mẹ nha. Chào con. Trời đất ơi, con bả lăng xăng kìa. Đúng là chưa đổ ông nghè đã đây hàng tổng. Đấy, mình giàu có, mình thay đổi rất là nhiều. Bác Lý. Ừ, cái gì dạ con? Anh Dũng làm gì 20 đồng dữ vậy bác? Nó rửa chén con à. Cái gì dữ vậy? Nhà hàng nào mà trả tiền cao dữ bác? Nói chung là cái lương chính thức của nó chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà nó hay làm vỡ chén nhà hàng quá. Thế là ông chủ tăng thêm 10 đồng. Yêu cầu nó đừng vỡ chén nữa. Thôi được rồi. Bây giờ tôi về. Tôi bận lắm nha. Không có chờ nói chuyện nhiều, bây giờ có gì điện thoại tôi sao? Ôi ông anh, thế ông anh bận thì ông anh về đi. Con dâu, con ở lại với mẹ đi. Này, trời tí nữa con ở đây ăn cơm nhá. Xong mẹ mẹ đưa con với Dũng đi mua áo cưới được không con? Nói chung là áo cưới con lo rồi. Ô, thấy người nào design cho con đấy? Cao Văn Nghiệp. Ôi ôi, cái người đấy mẹ thích lắm nhá. Còn nhớ nha, mặc áo xong ấy, giữ gìn sạch sẽ cho mẹ nhá. Để có gì mẹ... mẹ gì sai cổ. Mẹ làm đám cưới trở lại. Trời đất ơi. Biểu. Bà này ba lấy bả thì người được lấy bả. Ba. Gì? Bác Lý nè. Con ơi, thế con làm cái tay sao mà đan chéo nhau nhìn ngộ nghĩnh thế con? Gì thế con? Bó tay đó. Đúng rồi đấy. Con mà đứng đây một tẹo là con bó luôn cả chân ấy. Thế con về nha. Chào bác Lý về. Chào bác con về. Ôi giời ơi, con dâu nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, tôi thích gì đâu luôn đấy. Này, thế ông anh với con dâu về nhá. Được rồi. Anh xui với con dâu về. Thế em rước về. Dạ.
Ôi trời ơi, em rước về, em rước về. Em ơi, hai cha con dùng mình cũng đều nhau nữa cơ. Sao không đi vào Thúy Nga mà múa vũ đạo luôn đi? Ôi trời ơi, sao người mình nó vui thật ý. Tự nhiên đang nghèo trở thành giàu. Người nó cứ nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh là nào vậy? Ôi trời ơi, em ơi, sao mà mừng quá. Để xem nào, điện thoại cho thằng con xem nào. Alo, Dũng à, con đang ở đâu? Về gấp nhá. Alo. Con đây, mẹ gọi con có việc gì mà về gấp thế, làm gì đấy? Ôi trời ơi, con ơi, về gấp đi con ơi. Con không biết chuyện gì đâu, động trời lắm. Nhà mình sắp bị cháy rồi. Ôi trời ơi, cái nhà mà mẹ làm gì mà cười ha hả? Ôi trời ơi. Cái nhà thì ra mặt chuột chứ có cái gì đâu. Mẹ vui quá, mẹ rối trí, mẹ nói linh tinh. Này, mẹ bảo cho con nghe, bây giờ con đang ở đâu, con về gấp hộ mẹ cái nào? Về từ đời nào đến giờ con về ở đời... nhà rồi. Về đời nào là đang ở đâu? Con ở nhà chứ ở đâu? Nhà là nhà nào? Trước mặt mẹ này. Nào, đâu? Ui. Ôi ông ơi, mai mốt thì ông có phone thì ông cúp đi, để nói tốn hết cả tiền. Này, mẹ bảo con nghe, sao đi làm về lại đi tay không hả con? Thì mẹ bảo con về gấp mà. Ôi giời ơi, mẹ cho con làm cái chóp ở trong nhà hàng á. Công việc của con hàng ngày là rửa chén với nấu ăn, xong rồi đi ra về phải chôm chỉa ít thức ăn cho mẹ. Dặn bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đưa về. Này, nhưng mà không sao. Vào đây, vào đây. Con ơi, con vào đây. Nhanh nhanh. Gì mà rối rít cả lên thế? Hệ trọng lắm con ạ. Bình minh sắp tỏa sáng trong nhà mình rồi. Ánh sáng le lói vào mặt mẹ con mình rồi. Con biết không, mẹ hạnh phúc lắm. Bây giờ ở hiền gặp lành con ạ. Con biết không, mẹ mà nói ra con ngất ngay đấy. Con nói thật với mẹ, chắc là mẹ có mỗi một cái việc là mẹ lấy chồng mẹ mới vui như thế. Nhưng chẳng cái gì mà chồng. Này, chuyện hệ trọng đấy. Con có biết con Hải Đường, con Bác Hướng Dương không? Biết. À này, nó giàu lắm nhá. Ừ. Nó được thừa hưởng 1 triệu tiền bảo hiểm của mẹ nó với một căn nhà đấy. À, thế sao con biết, thế sao không nhào vào đi? Để bây giờ mẹ chỉ thì mới biết. Con có thích lấy vợ giàu bao giờ đâu. Tiền bạc đâu có đem lại hạnh phúc. Ôi dồi, ai dạy mày câu ngu thế hả Dũng? Mẹ dạy chứ ai. Ừ, thì cũng đúng. Nhưng mà con cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông mà không có tiền ấy, thì nó có hạnh phúc hay không? Đấy, mà mẹ bảo con nghe, điển hình thế này, ông Obama đây mà không có tiền còn điêu đứng, đừng nói gì con nhá. Nhưng mà tiền của con Hải Đường có liên quan gì đến con đâu. Ôi trời ơi, sao không liên quan? Mẹ bảo này, một thời gian ngắn nữa thôi, tiền 1 triệu đô và một căn nhà của nó sẽ lọt vào tay của con hiểu chưa, con yêu của mẹ. Mẹ nói, càng nói con càng thấy mẹ dở hơi. Tiền của nó tự nhiên vào tay con là như nào? Ôi trời ơi, thì mẹ gì đám cưới nó là xong. Ôi thôi, không. Gớm này con ơi, mẹ dạy cho con nghe. Con ấy, con còn trẻ người non dạ lắm, con không hiểu đời bằng mẹ đâu. Mẹ già cả rồi, cái gì mẹ không hiểu hết. Con còn lạ gì mẹ nữa mà con đi guốc trong bụng mẹ. Guốc với chả dép, ông biết cái gì mà guốc với dép. Ngày xưa ấy, mẹ dạy con là tiền bạc không mang lại hạnh phúc này, đàn ông phải biết tự lập. Chẳng qua là hồi đó mẹ không có tiền, mẹ mới dạy con như thế. Mẹ dạy xạo đúng không? Ừ, thì nói chung cũng đúng. Nhưng mà con ấy, cái thằng này nó bé người mà sao cái gì nó cũng nói được mình ấy. Con đâu có hiểu được cái nỗi khổ của mẹ đâu. Mẹ khổ thầm lắm con ơi. Máu nước mắt thế. Ngày xưa ở với bố con ấy, ông có con xong ông phắn đi luôn. Thế là mẹ ở nhà một mình nuôi con trong cảnh single mom. Con nuôi mẹ chứ mẹ nuôi con hồi nào? Ngày nào con cũng ăn cắp cơm về nuôi mẹ. Ừ thì đúng rồi, hai mẹ con mình nuôi nhau. Nhưng mà ông biết rồi đấy, tôi ước mơ cả đời ấy là lấy được một thằng chồng giàu có để mà trả thù đời. Thế mà gặp người nào người đấy cũng chỉ toàn ăn welfare mới đau. Còn cười cho nỗi đau của tôi. Con lệ mẹ, mẹ quá tự tin ấy. Người ta phải xinh đẹp, người ta phải nhan sắc, người ta mới lấy chồng giàu với chồng đẹp trai. Nhan sắc cỡ mẹ, lấy chồng là vui lắm rồi. Này, tôi
tôi thương anh lắm ấy, thì tôi mới dạy dỗ cho anh. Thế anh còn ra mặt anh dạy đời tôi. Thế thôi, thì thôi mẹ con mình đừng có nhìn mặt nhau nữa nhá. Ui giời. Ôi, rõ là ghét. Mẹ làm gì mà nóng tính thế? Mẹ có thương con không? Thương con là con đẻ mà. Mẹ không thương con thì thương ai? Cục cưng của mẹ. Bây giờ mẹ thương con thì con nói một cái này cho mẹ. Mẹ mua cho con, mua cho mẹ 1 triệu đô tiền bảo hiểm. Xong rồi khi nào mẹ chết thì con lĩnh. Ông bày với trả trò. Này, xin lỗi anh nhé. Những người mà bé bé xinh xinh như tôi sống dài lắm nhá. Không bao giờ chết được đâu. Bây giờ con cứ đi cái cách đấy đi. Đi tắt mình vừa được tình lại vừa được tiền con ạ. Không, con phải nghĩ cách đấy đi. Không được đâu, nhưng mà con không thích con hải đường. Hải mật, hải đường thì con không thích đâu. Không, nhưng mà mày làm như tao cũng thích gì bố con nhà nó. Mẹ nói thật với con, lúc nãy bố nó vào, tao nhìn cái mặt ống, tao ngán ăn bánh bao luôn ấy. Cái mặt cứ như cái bánh bao. Nhưng mà không có tiền thì có tiền rồi là nó thay đổi hết con ạ. Khi mà có tiền rồi thì con là trở thành 1 tỷ phú, con hiểu không? Tại vì gia đình nó nhiều tiền lắm, con phải lấy đi. Con biết bao nhiêu không? 1 million, 1 million. Khi con lấy nó xong ấy, con sẽ trở thành một ông tỷ phú Bill Gates nhá. Đi ăn bập thê với ông nhá. Tiền nó quan trọng như thế đấy. Con không biết là tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói chung tiền là hết ý, con đừng nên lãng phí nhá. Mẹ nói mẹ nói thì rất là có lý, nhưng mà con không có ý. Mẹ cứ dồn con vào thế bí mà con không biết cách xử lý. Còn thơ văn nó chặt chém tôi nữa mới đau chứ. Ôi trời ơi này. Thế nãy giờ cứ nói vòng vo mãi. Con đừng có bảo mẹ là con có người yêu rồi nhá. Mẹ dạy cho con biết, người yêu của con bây giờ dù có là hoa hậu con phải bỏ nó đi. Vì những đứa có sắc thì không bao giờ có tiền. Mà những đứa có cả sắc lẫn tiền không bao giờ lấy mày nha. Ơi vậy ấy, con ấy, trong đầu con bây giờ chỉ nên nhớ 2 chữ. Hải, 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 đường, 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 mẹ thôi. Nói chung là con ứ lấy con hải đường. Trời ơi, nó lớn tuổi này rồi mà tôi bảo nó lấy con hải đường. Nó bảo con ứ lấy con hải đường. Không làm như ông trẻ con lên 3. Này, mẹ bảo cho con biết, bây giờ con đi ra Phước Lộc Thọ mà xem, kinh tế nó xuống. Bây giờ buôn bán ế ẩm vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Tự dưng có người đưa 1 triệu đô la với căn nhà, con không chịu. Ui trời, con dở người à. Bây giờ con phải lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Trời đất ơi, ở nhà có đám ma sao hai mẹ con chu chéo gì lớn? Dạ, dạ không công anh. Nãy giờ mẹ con em đang tập ca trù để sắp tới đi thi ca bè. Thế ông anh ơi, thế nãy giờ ông anh đứng nghe lén chuyện mẹ con nhà em hả? Tôi đâu cần nghe lén. Hai mẹ con chỉ trực tiếp truyền thanh ra ngoài tôi nghe rồi. Tôi tính vô đây bàn thêm chuyện đám cưới. Đứng ngoài đâu có về đâu. Bây giờ sao? Đấy thấy chưa? Mày chỉ được vạch áo cho người xem lưng thôi. Này, nhìn kỹ mà đi này. Này, con nhìn đi. Đấy, con dâu của mẹ con ra đây. Con ra đây cho chồng con nó xem. Đấy, có một đứa con gái nào mà hiền thục, nết na, hùi mị, nữ tính như con này không? Đấy, con dâu của mẹ, con qua đấy đi, con nói chuyện với chồng con đi. Chồng con nó cứ ứa nẹo thế thôi chứ. Nó qua nó vừa thấy cái nhan sắc của con, không chừng nó ăn thịt con luôn. Đi con, đi con, đi con, đi con, đi con. Sao? Ôi giời. Tỏ tình đấy, tỏ tình. Thiên lôi sấm sét ở đâu ra thế hả trời? Sao? Làm con mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Anh lấy tôi, má anh vui. Má tôi cũng vui nơi chính suối nữa. Lớn rồi phải lấy vợ. Lấy ai cũng vậy. Lấy giùm tôi cảm ơn á. Thấy thấy chưa? Đúng. Con thấy chưa? Người ta là đàn ông phải đi cầu hôn phụ nữ. Đằng này nó đến nhà nó cầu hôn với con. Như cái kiểu người ta nói là mỡ dâng trước miệng mèo mà còn không ăn. Rốt thật là rốt. Gì chị nói gì? Gì bảo mèo? À không, ý tôi bảo là
hàng dâng đến tận họng mà còn không ăn. Cái gì? Ô, không phải. Cái ý thì nói tùm lum vậy. Cái ý tôi bảo là cái con này đến đây nó cầu xin cưới mà sao thằng này không chịu. Ừ. Đấy, ông anh thấy chưa? Hai đứa nó đờ xem với nhau, chiều cao như nhau, nhìn yêu chưa? Thế mà còn không chịu cưới nữa. Này, tôi bảo ông anh nhá. Tôi bây giờ ấy, tự nhiên nó cưới nhau có $1,000,000 với căn nhà. Tôi già cả này, nó phải cho tôi kiếm tí cháo đúng không? Hả? Cái gì? Không, cho tôi kiếm chút cháo ấm bầu, tôi thèm cháo ấm bầu. Tôi quên. Này, thế bây giờ mày có chịu lấy con Hải Đường hay không? Thôi ngày hôm nay này, có bác Hướng Dương, có mẹ với lại Hải Đường đây, con cũng nói luôn, con có người yêu rồi. Cái gì? Cái gì? Vậy là sao? Cái thằng này, thằng bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày lớn lên, có người yêu mày không báo mẹ à? Bây giờ mày nói thẳng cho mẹ biết đi là con nào. Mẹ qua nhà nó, mẹ đào mồ quốc mạ nhà nó, mẹ chửi cha mắng mẹ nhà nó. Tao có mới đứa con đẹp trai cao to như Beckham thế mà nó giành giật của tao à? Tao qua tao mút nó lòi mắt luôn nha. Con nào? Người yêu con không phải là đàn bà. Người yêu con là cái gì? Là đàn ông. Oh my god. Thế mày đừng có nói với mẹ là mày bóng nhá. Con không có bóng. Thế con không bóng thế con là cái gì? BD. Ông anh ơi. Thì sao vậy? Tôi nghe tin xong tôi xuống máu. Vậy hả? Không, bây giờ tôi lên lại ông anh ơi. Tôi lên xuống lẹ dữ vậy? Tôi đẻ có thằng con. Tôi cầu mong nó lớn lên nó giống cha giống mẹ nó. Cuối cùng nó chả giống cái gì hết. Nó chỉ giống tôi cái mỗi tội là mê dai thôi. Mẹ nói cho mày biết nhá. Mẹ đẻ con ra, mẹ mong con là đứa con trai, nên mẹ đặt tên con là Trần Hùng Dũng. Mẹ muốn con là Superman, là đàn ông. Mà cuối cùng nó lại bê đê mới đau. Ôi trời ơi. Chị Lý à, còn đau khổ nào cho ngồi tôi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Nói chị nghe, ở đời này nó có nhiều chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bây giờ chị đi ra chợ chị mua thịt heo nè, có thịt nạc, thịt mỡ thì cũng có thịt ba rọi vậy. Thấy không? Bác phải nói là ba chỉ mẹ cháu mới hiểu. Hả? Thấy không? Được rồi, để tôi qua tôi khuyên nó cho biết là nó đổi ý nghe không? Ừ. Ông anh răng. Để đó tôi. Nhớ cho cháu nó cải thiện lại tí. Nè. Cứ từ đây con. Ở đây, lại đây. Đây. Đừng có khóc nữa. Bác hiểu thông cảm con mà. Thấy không? Trời ơi, hai mẹ con ơi, hai mẹ con không xấu như nhau hết á. Khổ quá. Thôi nha, đừng nín, bác hiểu hết nha. Bác thông cảm cho cháu là cháu vui lắm rồi, mẹ cháu không hiểu gì hết. Biết rồi. Cái gì vậy? Đã làm phê quá. Thôi nha, đừng có thấy tôi đẹp mà làm tới nha. Nhiều khi đứng ngay hồi có nhiều khi tình con mà duyên cha không trời. Nè, đừng có khóc. Con công chứ gì. Bác có cách làm cho con thắng. Ông được đâu bác ơi. Cái đấy ông làm được. Con nói bác biết. Sao? Bác đang thẳng đúng không? Ừ. Bây giờ con huấn luyện bác thành công được không? Giỡn hoài. Nó đang thẳng gì à. Kêu công là sao má. Ôi, con nói thật với bác là con cũng đã chuẩn bị hết rồi. Con thôi bác cứ đọc đi rồi bác hiểu. Gì đây? Để thơ đâu mà ước quá vậy. Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Trần Hùng Dũng, sánh duyên cùng Vũ Đại Ca Thai. Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày Valentine Day tại San Francisco. Vậy là sao? Ôi trời ơi, cuối cùng là con lại lấy cái thằng Vũ Đại Ca Thây mà hằng ngày hay đến đây à. Ui dồi ôi, cái thằng nhìn dâu hùm hàm én mày ngài thế mà lại bê đê mới kinh. Rồi ôi, rồi ôi. Mẹ ơi, mẹ không
Không phải là ai cũng có dâu cũng là đàn ông đâu. Ê, nói giỡn nha. Mai tao cạo râu mày. Ôi trời ơi, mẹ bảo cho con biết. Thế bây giờ hai đứa con trai lấy nhau, thế bây giờ đám cưới, đứa nào làm cô dâu, đứa nào làm chú rể, chúng mày oán tù tì với nhau à? Tụi con rút thăm thôi. Không, rút với trả thăm. Thế đêm động phòng rồi chúng mày làm cái gì? Chúng mày làm hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau à? Ôi trời ơi, trời ơi. Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ đi vào chuyện riêng tư của người khác thế nhỉ? Tôi đấy nhá, tôi nói cho anh biết, không có riêng với Tư gì hết đấy. Tôi đẻ anh ra, anh là thằng con trai, lớn lên thì phải là đàn ông, chứ không phải chạy ra đường đi theo ba cái mốt bê đê bê đeo. Làm như thế là làm nhục tôi lắm biết không? Tôi còn mặt mũi nào tôi nhìn với mọi người? Anh ấy như thế không phải là con của tôi nữa đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Sao mẹ nặng lời với con như vậy? Con cũng có muốn như thế đâu. Tất cả những người như con này là do bẩm sinh mà. Làm gì có cái mốt nào là mốt BD hả mẹ? Bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ vì mặt mũi của gia đình, thành kiến của xã hội mà con đã không dám sống với bản thân của mình, không dám sống thật với lòng mình. Con tự hỏi mẹ, một người mẹ sinh ra một đứa con mà chẳng may nó bị tật nguyền, thì người mẹ đấy có lỗi hay là người con có lỗi? Ai buồn hơn ai? Con cũng đã cố gắng lắm rồi để cho mẹ vui lòng, nhưng mà bây giờ mẹ bắt con lấy hải đường, mà lấy cũng chỉ vì tiền thôi, thì con không làm như thế được. Con xấu hổ lắm. Từ nào tới giờ tôi cũng đọc trong sách văn học, nó cũng nói ba cái chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi nghĩ nó không chỉ ở trong cái xã hội này thôi, chứ tôi đâu có biết nên ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi mới đau. Ôi trời ơi, trời ơi. Đồng tính luyến ái thì thời nào cũng có mẹ, nhưng mà ngày xưa bởi vì xã hội quá khắt khe, người ta không dám bộc lộ ra. Cũng bao nhiêu người rồi cũng lấy vợ đẻ con, nhưng mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi cuối cùng cũng ôm hận mà chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì xã hội cũng đã cởi mở rồi. Con không muốn sống giả dối nữa. Mẹ là mẹ của con cơ mà. Mẹ không thông cảm với con thì thôi, chứ tại sao mẹ còn trách móc con, mẹ còn nghiệt ngã với con, mẹ nhục mạ con như thế. Thôi, nếu mẹ không chấp nhận đứa con này thì con xin phép mẹ, con đi. Đứng lại, anh không có đi đâu hết. Anh là con của tôi phải giáo dục anh lại. Sống ở đời ngô là phải ra ngô, khoai là phải ra khoai. Ở trong nhà là phải có âm dương hòa hợp, làm gì có cái chuyện âm âm dương dương là như thế nào. Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Ngồi xuống chị, ngồi xuống chị. Tôi nói chị nghe, cái trường hợp của chị đó không phải là cái trường hợp đặc biệt đâu, mà có nhiều trường hợp nó cũng giống như vậy đó. Ví dụ như là trường hợp của tôi nè. Cái gì? Ông anh đừng có nói với tôi là ông anh cũng BD nhá. Cái gì? Mày, trong nhà tôi cũng có. Ông anh cũng có một thằng con có trường hợp giống như thằng con tôi á. Con trai còn đỡ, thằng này nó ở gần bên chị đó. Đâu? Kế bên đó, cái đứa mà đang rung đùi đó. Lesbian đó bà. Là cái gì? Ô môi chính cống. Con gái mà đóng vai con trai đó. Wow,
cái gì? Gì vậy nữa? Trời ơi, lên nữa hả? Nó cùng một ngày mà tôi từ hết ngạc nhiên này đến thảng thốt nọ. Ôi trời ơi ông anh ơi, nãy giờ tôi nhìn nó tôi đã nghi rồi. Trời ơi, nó vào nhà tôi bảo sao tại sao có đứa con gái nào mà nó lại ăn mặc cái kiểu như thế này, tóc tai thì lại nửa trai mà nửa gái như thế này. Ôi trời ơi ông anh ơi, kinh khủng quá. Sao ngày hôm nay ở trong nhà tôi toàn là BD với ô môi không thể ông anh. Tôi lại ngồi bác đi. Lý, tôi ngồi đây á. Thế có bị lây bệnh không? Không có đâu. Chị nó quá. Tại vì bác Lý ích kỷ thôi. Chứ thời nào cũng có đồng tình luyến ái, mà tại ngày xưa xã hội khắc nghiệt cho nên người ta không dám bộc lộ, rồi người ta ôm hận tới chết. Chứ bây giờ nè, xã hội Mỹ nè bác biết ông Elton John không? Elton John biết không? Ông mới đám cưới San Francisco á, đám cưới đàn ông linh đình lắm á. Mỹ nói đúng không vô? Yeah. Ôi giời, con nói thật với mẹ chứ mẹ cứ khắt khe quá làm cái gì cho nó mệt. Con nói thật, bao nhiêu người đồng tính rồi người ta đóng góp cho bao nhiêu công trình xã hội văn hóa rồi tùm lum, đâu có chết ai đâu, mà người ta cũng bình thường thôi. Mẹ thấy con bao nhiêu nay cũng bình thường này, con nói cho mẹ biết con còn bao nhiêu là bạn bè này, ca sĩ này, make up này, designer này, làm tóc này, ngày mai á con rủ chúng nó lõa lòa ra hết. Rồi tôi bảo cho ông anh biết, người ta cái bóng đấy là cái bóng chúa, bóng vàng bóng bạc, người ta nổi tiếng người ta kiếm ra tiền. Còn ấy, cơm ông ấy thì bóng xuồng, bóng xã, bóng tắc cùng cung. Mày đặt bông với chả béo. Gớm, mẹ cứ làm như ai bóng rồi cũng làm rất nhiều tiền ấy. Này. Dày. Bà men quá. Khép chân lại đi. Cho mình xin lỗi nhá. Làm nàng ấy thất vọng. Có thất vọng gì đâu, tôi còn vui nữa là khác á. Tôi đâu muốn lấy chồng. Thì lý sự à, từ hồi mà tôi biết cái con Hải Đường là ô môi đó, tôi nổi điên còn hơn chị nữa. Tôi giận, tôi la nó, tôi cúng từ nó luôn mà. Ngày nào tôi cũng chửi nó, riết nó bỏ nhà đi luôn á. Ba đuổi con đi nha ba. Dạ em xin lỗi anh Hải Đường. Cha con tôi vậy đó, như đàn ông vậy mà. Rồi sau đó đó tôi mới nghĩ lại, trời xanh nó ra vậy chứ nó đâu có tội gì đâu. Tôi mới hối hận quá đi tìm nó về. Bây giờ tôi càng thương nó hơn đó nha. Tại vì nghe lời má nó mà nó là đàn ông mà nó phải hy sinh lấy thằng đàn ông. Nó vậy là tôi mới, đứa con có hiếu đúng không? Mình phải thương. Chị cũng phải từ từ suy nghĩ cái trường hợp con chị đi nha. Này, bây giờ mình cùng hội cùng thuyền cũng may ấy chị. Rất là may ấy. Chứ tưởng tượng bây giờ hai đứa mình mà đám cưới với nhau ấy, lấy nhau về xong rồi đêm nào mỗi đứa ôm một cái chậu thi nhau mà ói. Mình cũng cảm ơn vô á. Mình cũng nghĩ tới cái cảnh mà đám cưới nha. Mình mặc taxi đồ hả? Vô mặc áo sơ re. À bà bỏ mấy con ơi, đem có người không có người không vui à. Trời ơi mẹ ơi, sao bây giờ mẹ vẫn còn căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng làm cái gì cho nó già người ta? Thì nói chung ấy là sao? Bây giờ con tôi ấy, bây giờ ấy, trâu hùm beo nào mà nó ăn thịt con đúng không ông anh? Đúng. Bây giờ con tôi vậy thì tôi cũng phải chịu thôi. Bây giờ anh ấy có bóng hay anh có gì tôi cũng không có khe. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc thế nào ấy. Mẹ tiếc cái gì mà tiếc? Thì cứ thấy tiếc là chị, anh... Chị tiếc cái gì? Thì nó như thế, nó không lấy được con Hải Đường, coi như là tôi mất tiêu mẹ nó căn nhà với triệu đô của tôi rồi. Anh á, em nè, đang làm cái gì á? Đang thay táo cho con á. Bộ con ý à? Hết to rồi. Nhớ nha, bó phấn được vô cho nó hâm cái đít con nhỏ là tẩu chết luôn á. Dạ có chứ, em có đi làm.
Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè, không có chịu làm gì hết trơn á. Ông có đi hoài ê, tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh, mà ông có rủ em đi casino hoài ê. Không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha, là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha, em cúp nha. Nhớ mua tá cho em, ông quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi, em gì à, hả? Dạ nha, bye nha. Tàu có hung cái gì, tàu có khổ quá. Đúng rồi, kỳ quá, có cớ quá. Thôi cô, hôm nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? Sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện gì là sao nhỉ? Có chứ luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không? Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ đó. Chứ còn cứ tình trạng này vài tháng là tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ. Trời ơi, ông đấy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư? Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè. Đó, 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 luật sư coi nè. Đó, nè ngang, đọc ngang. Luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trần Trị nè. Đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự cũng như đòi bồi thường dân sự khác. Đó, con ghi mẫu ngày luôn. Con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi? Luật sư đông như kiến. Mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó bình thường có ma nào nó để ý đâu. Cô lấy giấy viết ra ghi đi, tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi nè. Nói đi. Luật sư Trần Trường Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất, luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Trầu vơ hết tiền người làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đó cô xuống đi. Dòng. Dòng với hàng gì cũng được thôi. Đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi nữa rồi. Cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50% dưới quả phụ 29 tuổi. À đó. Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà đó, xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Alo. Dạ. Dạ, văn phòng luật sư Trần Trường Trị ạ. Bác sĩ Quỳnh hả? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Trời, văn phòng nó giống quê à. Không có hết trơn á. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua ngang. Rồi ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó, ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi. Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ế chồng gọng thì... Cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ tức là luật sư cãi dở. Cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng rồi. Cãi dở thì cãi dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Văn phòng luật sư mà nói láo thì ai vô. Thôi được rồi, cô về làm việc. Mướn ngay con khùng.
Đó, ông qua đó kìa. Hello. Oh, hi doctor. Hi lawyer, ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trừng Tỷ là ba chữ T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ luật sư, mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Ờ oh yeah. Dạ không có người nào hết trơn á. Luật sư, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bài đánh bạc gì cứ đánh đi. Thua rồi quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Luật sư còn dễ chịu lắm. Sao nay rảnh như đây? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ nè. Chuẩn bị kêu về mẫu liền à. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng. Chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mẫu rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đi chứ. Ờ được, không, cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không nè, hồ sơ là ngập mặt như thế này thế nè. Làm chưa xong nè, tôi phải ra tòa cãi bây giờ này. Nghe. Yeah. Thôi để hôm khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn nha, luật sư. Đâu có ai đâu mà cãi. Trời ơi, đi ăn phở đi. Tao này ăn bánh mì với xì dầu không. Trời ơi, nó ngán chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha nó ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nói gì vừa tôi cha. Móc họng nữa đi. Không, tôi không móc họng, tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ nghỉ. Mà nghỉ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn lâu lâu muốn ngồi thiền cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Nghĩ. Nhưng mà tôi nói thật cho nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước đó mà tôi biết rằng là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Ha? Lên đại học tôi năn nỉ ông đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi để tôi học luật để làm chính trị. Đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải. Luật sư em á, ông cũng giỏi lắm á chứ. Sao? Coi như là, nè, em thấy để trong báo nè. Đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ông á, nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, đó ứng cử dân biểu 2 lần, bị rớt. Vậy? Xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết. Mà rồi. Có ai bầu cho ông không? Có. À. Em coi hai cái giỏi nó có 2 cái vé trọng á. Phiếu chứ vé gì? Lộn suy nê hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời. Ừ. Mà nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em dở ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại tên là con ổng. Ồ. Vậy thôi à. Anh Huỳnh ơi. Gì? Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn rồi nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu, như ông vậy đó. Nó tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trong mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha. Thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1,000, cắt mắt 2,000, bơm ngực 3,000, hút mở bụng 4,000, tân trang toàn diện từ trên xuống dưới, giá sĩ 8,000. Khi nào em cần, qua bác sĩ có giá đồng hương. Mặc quá, không được.
Thôi được rồi, trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng đấy, nó biết em sướng nó về, nó quánh cái mặt em từ lưa. Là em nói, em má em nhặt em không ra luôn. Thôi trả lại cho bác sĩ. Không, em biết, anh bác sĩ biết là em làm ở đây không bao nhiêu tiền. Thôi giờ bác sĩ bớt em 4.000 cho em trả góp, không lấy tiền lời. Thằng cũng không được nữa. Sao vậy? Thôi, chồng nó nói trời xin sao đỡ vậy thôi à. Nó không có cho em sửa đâu. Thôi, thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Thôi, được rồi, không làm đâu. Quýt em. Trời đất ơi. Đây nè. Bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi coi. Quay hả? À. Đẹp, đẹp lắm. Quay trước coi. Phía trước hơi bằng phẳng. Cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách, đang bận sổ sách bỏ mẹ nữa, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi đã ra tòa bây giờ mà. Thôi, sorry hôm khác đây nhá. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông cho tôi nhằn nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em, giữ cái ca cho bác sĩ đi. Bye bye nha, luật sư Ba Tê. Dạ, bye bác sĩ. Luật sư sao không đi ăn phở đi? Tao tối nay gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi, cô về bàn đi nhá. Khùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhá. Cô làm ơn vào nói thư với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ vậy trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Bà qua em đã gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách. Có khách đó. Rồi, nói đi, nói cho tới chiều luôn đi. Nha, bây giờ em đi đi làm rồi, rồi cô đi đi, cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi luật sư Trần Trường Trị. Chào nó tới mai, tới mai. Chào luật sư. Em nhớ ra rồi. Nãy bước vào nom thấy mặt luật sư, em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không. Chuyện là như thế này. Tuần trước đó, em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao hao giống luật sư nên em thử. Cho nên cô thấy tôi quen đấy chị? Dạ vâng. Tôi tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này. Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên em bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp và lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng, không, cách đây vài năm, em có đi sửa sắc đẹp. Nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy không luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi. Không. Luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai chai bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà có dính dáng gì đến tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ, ông làm cho em C-cup thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em à, lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay ấy, phòng mặt khai trương, nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one, get one free. Bơm hai bên, tính tiền có một bên. Em thì được cái tính hàm rẻ nên em bảo ổng là bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ổng lại bơm cho em super size. Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ổng bơm to quá. Nhiều lúc em đi em cứ muốn
suýt nữa là sắp ngã xuống, chú ấy ngã xuống đất rồi. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ, bà đừng làm phiền tôi. Dạ. Cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe, còn cảm giác nó đâu mà khoe. Thưa luật sư. Luật sư à, em tới đây là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa? À, dạ vâng. Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi. Mời dạ bà, vâng, ngồi dạ vâng. À, rồi. Mời bà dạ ngồi vâng. Đấy. Cái chuyện nào vậy? Bà nói dài quá tôi không hiểu, cho nên là bà cứ nói trước là bà cứ là hay là thế. Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đó? À, dạ ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nhan bên kia đường kìa luật sư. Thế à? À vâng. Thế bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? À, dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100 ngàn thôi. À, luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này dạ. Mà bà đòi bồi thường có 100 ngàn rồi. Tôi hút cháo à bà? À, là sao à, luật sư? Bà phải đòi thường 1 triệu đồng. Ồ, 1 triệu đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Thị. Những cái kê dân sự mà dưới 1 triệu đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, em luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh dạ. đã tặng cho bà 2 trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì 2 trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? À không, bà bình tĩnh, bà ngồi dạ. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Còn hiện tại bây giờ, bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng. Bà mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó, bà dở điên dở khùng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế, cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, không, em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn nữa. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depressed. Luật sư, mà depressed là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời cho dạ. tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. Bà phải tưởng tượng ra một cái viễn tượng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà 2 trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư. Bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. rõ. Lệch. Dạ. Bên to bên nhỏ. Không 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 không. Bên to bên nhỏ là lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi dạ. trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào. Dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Ồ. Bà dứt khoát đòi 1 triệu nữa thôi. Dạ. Luật sư ơi, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi, chăm sự nhiều luật sư. Miễn sao á, em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết. Dạ, dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ cảm ơn. Trời, luật sư, thư thư bản của luật sư thì có sư bác sĩ Quỳnh á. Ông mới mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không? Ở hiền gặp lành. Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ấy đâu. Trời, đúng là gà què ăn quắn có say. Trời ơi. Cô lo cái việc của cô đi. Nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên. Để thưa,
thấy chưa? Bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa đó. Tôi có lo làm việc của vậy là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm, không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả nha. Hello, bác sĩ Quỳnh hả? Qua đây mau lên. Trời ơi, ông luật sư Trần Trường Trị nè, ông thưa bác sĩ nè, ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa, cái to cái lớn gì đó không biết. Nên bây giờ đi qua liền đi, qua liền đi nha. Chứ em mà em không dính dáng cho chuyện này đâu á. Bye. Mình chú Mánh à, có thấy chưa? Tôi đang buồn ngủ mà gặp chú Mánh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rồi. À anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao mà qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế gì không? Hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phần nửa à, phải bỏ chạy qua đây. Tức quá mà. Tôi nghe cô thư ký đó là ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôi thưa thật chứ tính cái gì? Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng chưa trả mà. Sao giờ ông nở lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ đó là cái personal, còn thưa nhau ra tòa nó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá ha. Mà thưa tôi sao được? Đưa được cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm, thấy không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe này, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta hai trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không mà. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được, phải không? Không tin đó hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi. Chính bàn tay tôi đã sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta... Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy được thằng chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó, bà thưa ông là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hay kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó. Cho nên mong anh thông cảm cho nha. À. Tôi cũng thông cảm lắm chứ. Nói thiệt cái phòng bạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua, tôi thấy sao mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. Bây giờ như vậy, thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy không chịu, tôi bề bộn quá, bận lắm. Cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá, đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là ba cặp ngực rưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì, muốn thưa cái gì thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? 1 sen cũng không có. Tôi nói cho ông biết, thưa tôi sao được. Nè, tôi cho ông coi, bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi hết. Đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết, tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ký tên Nguyễn Thị Tơ Liễu. Thưa đi, thưa đi, tôi đi hầu.
Ê Huỳnh ơi, Huỳnh. Em nghe bà này. Không thua đi. Không muốn thua bà. Không, anh đừng ép tôi mà. Không, anh đừng nóng. Không, anh đừng nóng. Anh đừng nóng, anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao sao đủ? Kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng. Trời ơi, ta nói năm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế cho cái lệnh là táo được ở dưới trần gian, cho nên thay đổi từ sáng giờ thay được cái đầm, cái mão thay hoài không được. Đúng là cái số rồi, mà cái số táo. Nhưng mà đeo vậy ta mới biết em mà táo, mà táo còn xanh nha quý vị. Ai muốn hái ăn hái. Quá tươi xanh, tại vì em là beauty, là thẩm mỹ, cho nên em đẹp, trời cho. Đẹp như là mẹ đẻ ra đã từng đẹp. Dạ có sữa nhiều. Khai thiệt là em thẩm mỹ mà. Nhưng mà cái bản của em mà để vậy đó, giống như là mẹ đẻ ra là đẹp rồi. Hôm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế cho xuống đây hợp tại cái beauty của em để Apple Meeting Day. Nghe cái tên dễ thương hết sức vậy đó. Trang hoàng lộng lẫy hết rồi. Bây giờ chỉ đợi Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống thôi. Nói có mở cho chương trình ca nhạc. Trời ơi. Giờ đang mua đen quỷ này. Dạ mua một cục hát luôn. Phần là con gái chưa một lần mê trai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng ngai dài. Trời ơi, cái hơi của em nghe tới nữa. Rồi tới. Gì? Rồi chắc là chỗ này rồi. Đây nè, ai vậy? Hello Las Vegas, you good, you win. I'm not win. Big loss. Oh my God, here is good. Good, good, good. Here, good. Good location. Here, right here. Cái cha nội này. Lấy cái cây mà chọt chọt cho đây. Good, good, good. Nào, nào. Tôi đang up lên nó được apartment rồi đó. Ông chọt nó sập một cái như chợ bàn cờ là ông đền cho tôi đó. I'm đây sorry, à. Madam. Gì madam? Ta xanh lè vậy, tươi vậy mà là madam. Oh, I'm sorry. Sorry, good morning, beautiful girl. Đó, phải girl chứ đam đâu mà đam. Oh, yeah, can you hit me? Bỏ đi, ông không có cơ hội làm chuyện đó đâu. Làm chuyện khác đi, nói tiếng Việt được không? Trời, người Việt Nam mà không nói được tiếng Việt sao? Nói tiếng Việt đi, tôi ghét người nào người Việt Nam mày đặt chọt chọt. Tiếng Anh vô nó cũng giống ai trơn. Không, tại mới qua Mỹ 3 tháng mà nói tiếng Anh vậy để người ta biết mình ở Mỹ lâu. Nói người ta nói thứ tiếng thôi phải không? Pha trộn giống ai trơn á, who that boy? Vậy vậy? Bà nói pha trộn và who's that boy? Dạ, xin tự trân trọng giới thiệu với chị. Tôi, Economy Apple. Táo dạ. Kinh tế. Ủa, vậy là dòng họ táo với nhau. Yeah. Nãy giờ quên nhìn cái mão của anh. Cấp password, có mật khẩu gì không anh? Bankruptcy. Tát một cái bây giờ nha. Trời ơi, ông kinh tế định mà mượn tiền ông la bankruptcy. Còn gì nữa tôi nói? Không phải. Nói lộn, chưa có nói hết. No bankruptcy. Vậy mới được. Trời ơi, chị nhìn thấy cái nhà tôi có điều kiện, tôi bận đồ, xứng xa học lụ như vậy mà làm sao mà tôi không có tiền được. Chà, hột dữ ha. Ừ. Ở đời ông bà mình nói câu hay, người thiếu vị cần cái đó. Ê, chị nói vậy là sao? Ai biết, thấy cái vàng trên hột không, sao dưới không có hột nào. Ai? Tôi chọt cái này cho người chị thiệt liền dạ. Vậy là cô ta với chị sao kỳ quá. Tôi nói thiệt á, tôi không biết mấy anh mấy chị dưới đây nghĩ sao mà thứ chứ tôi nói vậy rồi. Cái quần không có gắn một cái hộp nào đâu. Thì tôi chưa gắn kịp, tới nay vậy tôi gắn vô. Sao chị, sao chị dòm ngó kỹ hộp của người khác quá. Tại người ta thấy thiếu thì người ta yêu cầu lần sau anh có gấp lắm là mơ cũng gắn hai ba hộp. Cái chuyện gắn hộp để tôi nha. Cái chuyện đó của tôi. Bây giờ tôi nói chị nghe nè. Bây giờ tôi là cái ngày hôm nay là cái ngày mà convention Apple meeting. Dạ đúng rồi. Thì giờ coi như tôi theo cái navigator là tôi kiếm đúng cái chỗ này. Không, thì tôi kiếm đến cái đúng cái chỗ này, coi như là cái chỗ mà mình meeting đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy xin lỗi chị là... Trời ơi, tôi táo thẩm mỹ, beauty táo, táo thẩm mỹ. Toàn bộ dòng ba của cái bô sa tràn lên Las Vegas là một tay tôi làm. Chảo mà chiên cơm chiên một tiểu đội ăn không hết. Trời. Chảo parabol coi đá banh mà coi một tháng.
Sao chị không làm cái chảo chị đi? Có làm rồi, chồng bắt tháo ra. Rồi thấy cái chảo chị có chiên được cái hai cái ốp la. Chồng bắt tháo ra, chồng không cho. Rồi, rồi, biết ông, sao không? Ngồi lên cái đinh, cong cái đinh mà không có cảm giác. Thấy cái chị cũng đã làm lố. Bây giờ tôi nói thiệt, mấy người làm thẩm mỹ làm vừa phải vừa đủ xài thôi. Ừ, trời ơi, mà làm như á, làm thẩm mỹ ta sợ ta hao tiền á. Làm lần làm cho đáng. Ai vô cũng xin thêm hết trơn á. Đầu tiên nó nằm như hai cái gối nằm vậy đó, dựng dựng như hai cái gối ôm nó bè vậy nè. Có mấy bà bước ra bay luôn. Cái đó là phải hỏi chị đó. Ông bảy bấy đã làm quá, làm thêm á, xin thêm, tôi ghét, tôi làm luôn. Cứ xin là chị cho, xin là chị cho, phải không? Anh, nhưng mà anh không có cơ hội làm đâu, cái mặt của anh á. Tôi sao? Anh họ Hồ đúng không? Sao chị biết tôi họ Hồ? Hồ răng ham. Là gì? Hàm răng hô. Nè, nãy giờ tôi bước vô đây tôi khen chị không đúng không? Đúng. Tôi nói chị beautiful girl đúng không? Đúng tôi rồi. Khen chị quá, chị có cái chảo đẹp quá, chiên hai cái hộp gà ấp la ăn đúng không? Tại làm gì chị sỉ nhục tôi? Tôi đâu có sỉ nhục anh. Trời ơi, vô thẩm mỹ á, cái đó là cái bệnh nghề nghiệp. Tôi vô đây ai tôi cũng sửa đó. Không, tôi nói cho chị biết, tôi không phải là tôi tự tin, nhưng mà tôi khẳng định với chị, tôi bước ra đường ai cũng khen tôi đẹp trai. Nhiều cô nhìn tôi là muốn có thai. Bốn mấy năm mấy là kêu tôi lái máy bay luôn đó. Giờ tôi nhìn máy bay nào mà gan quá chị. Cái đó. Dạ. Nè, tôi giờ tôi nhìn kỹ và thấy mặt của chị gian gian ác ác thì tôi thấy chị quen lắm nè. Chị hay thi mấy cái cuộc thi hoa hậu lắm không? Trời đất ơi, cuộc thi hoa hậu nào tôi cũng tài trợ hết trơn á. Đúng rồi. Bữa nào mà không có ai đậu hoa hậu là tôi đậu luôn. Nè, vậy là chị họ vậy nè. Họ Hao đúng không? Họ Hao nào? Không, chị họ Hao, vậy tên là Hao không cương. Là cái gì? Hương không có cao. Trời, ăn miếng trả miếng ghê nha. Vậy cho vừa chị. Không cao mà có tiền là mua được hoa hậu hà. Ủa, vậy là hoa hậu hả? Ừ. Nhỏ nào á hậu? Nhỏ bạn tôi. Nó cao tôi có hai phân, nó á hậu rồi. Thôi, cái gì? Chị thuộc về tôi nhìn kỹ, tôi thấy chị giống mẫu hậu quá à. Kệ nó. Nhưng mà giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hôm nay táo mà khỏi lên trần, lên trời làm gì hết trơn á. Tại Mỹ Đinh tại đây luôn. Thôi, Mỹ Đinh ở đây có cái gì đâu mà tự nhiên em thấy tự nhiên đi xuống dưới đây Mỹ Đinh. Chị nghĩ bởi vậy, ổng á thì muốn lên mà bà thì muốn xuống. Thì đàn ông ai cũng muốn lên hết á, chỉ có đàn bà là muốn xuống à. Ngọc Hoàng mà ông cũng đâm thọt được nữa hả? Không, tại bà nói không rõ. Tự nhiên bà nói ổng muốn lên, bà muốn xuống, tôi muốn được. Ê, chị nói lên gì? Đây là Ngọc Hoàng muốn mình lên trển tấu. Mà bà Dương Mẫu thì bà muốn xuống đây để sẵn bà đi trùng tu nhan sắc của bà. Trời ơi, bà Dương Mẫu nương nương bà đòi trùng tu nữa hả? Ừ. Nói nghe nè, cái mặt của bà là tôi nói giờ là sửa banh hết rồi, còn chỗ nào nữa đâu mà trùng tu. Một năm bốn mùa là tôi nói bà sửa hết, sáu mùa hai tháng bà sửa một lần rồi. Trời ơi, bà nói nghe nè, em thấy cái vụ mà tổ chức ở dưới trần gian đó, em thấy nó không có linh đình cho lắm. Ở dưới trần gian mình mà tổ chức em thấy nó gian nan quá chị. Làm gì gian nan? Em đi kiếm nhà chị tới đây là em hoang mang. Làm gì hoang mang? Chị nghĩ thôi, nhà chị em phải chạy ngang qua con đường Las Vegas Strip mà em nói chạy qua cái sòng bài, cái mỗi cái sòng bài em gửi lại ngàn, mỗi cái sòng bài em gửi lại ngàn, em vừa tới cái Rio này em thua đúng một chục sắp luôn á. Trời ơi, khổ dễ sợ luôn. Ai mượn? Ai mượn ông vô chổng ông nghỉ ngơi, ông chạy ngang được rồi chạy thẳng đến nhà vô tôi. Vô kiếm chị coi coi, biết đâu không đưa cái địa chỉ không. Mà em nói thiệt, chị cũng bậy, làm ăn kinh tế khá giả quá. Mà em nghĩ sao, mua cái nhà gì 178 trên 16 trên 4 xuyệt xuyệt 2 trên 5. Trời ơi, mình có tiền quá, mình ra mặt tiền mình ở đi, chứ ở dưới trong đây mà xuyệt 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 hoài vậy chị. Trốn thế mà kêu lòi mặt tiền. Trời. Làm ăn nghe lơ được quá mà trốn thuế hả? Ừ. Mà em nói nghe nè, cũng hên là em thấy năm nay là Ngọc Hoàng kêu mà mình đi xuống dưới đây. Chứ mà giờ kêu mà phóng lên trên đó em biết lấy cái gì mà phóng lên đó chị. Thì tất nhiên táo rồi ta đi bằng cá chép. Nhưng mà năm nay đâu có cá chép nữa đâu. Làm gì không có. Chị không có nhớ cái vụ biển độc ở Formosa sao? Trời, cá nó chết toàn tập. Bây giờ cá chép cũng đâu có còn con nào. Ông đừng có xạo, cá ngoài biển nó chết. Còn cá chép ta nuôi trong hồ mắc gì chết. Chết là mấy ông làm kinh tế như ông á, hốt bà con cá chép lên chân tương rồi xuất khẩu. Cái vụ kinh tế của tôi sao tự nhiên chị chọt vô vậy? Tôi biết hết, tôi ghét mang trà kinh tế á, lát tôi tấu luôn. Thôi thôi, cái vụ chị đó, cái vụ đó là tôi nói thiệt chị là cái vụ không mà... Không thiệt gì hết trơn á, mang trà kinh tế thằng cha nào cũng lo kinh tế cho mình, không lo cho dân. Cá chết, hốt vô, làm nước mắm bán. Chị nha. Cá là... nào hả, nó chết thúi hết trơn rồi, nước mắm thúi quắc à. Ê bà làm thẩm mỹ mà sao bà mở miệng ra nó không có thơm chút xíu nào vậy? Ông mở miệng là bà sẽ thúi, thúi là sao? Ông có thấy mà cái nước mắm nào mà nó thơm không? Nước mắm mà nó phải thúi mới bán được chứ. Bà nha. Gì? Vì cái miệng của bà mà bây giờ coi nè, 1000 cái container nước mắm của tôi đang nằm ngoài cảng Long Beach mà ta chưa vô kìa. Ta lỗ gần cả 5 triệu đồng nè. Mấy ông kinh tế ông nào cũng than đó, nhưng mà ông nào cũng xạo đó. Ông không có kinh doanh được ba cái nước mắm thì ông chuyển qua ông kinh doanh tàu ngầm, vũ khí, máy bay,
Nãy mới vô đây bán được chục trái lựu đạn rồi. Thì đương nhiên người ta làm kinh tế là người ta phải bán rồi. Tối nay tôi bán được cái gì là tôi bán nhiều khi tôi còn muốn bán thân tôi nữa. Mà chẳng ai mua thôi. Hả? Tôi nói thiệt vậy. Ông là đang thiếu thốn mà thộp thạc rồi gì ai mà mua. Bây giờ tôi nhìn vậy tôi thấy tôi bán chị được. Tôi thấy vậy đó. Chứ chân như bình bông nải chuối thôi chứ đừng có bán. Nó rà qua máy nó kêu sùm á silicon không hà. Quên. Bà chị tôi bà Mỹ Mỹ mà chị là thẩm mỹ mà phải không? Mà. Đồ giả không mà tôi biết. Ừ. Chị đâu có chỗ nào thiệt đâu phải không? Đúng rồi. Nó nghe nào vậy mấy tôi thấy tôi nghĩ tôi nên bán nội y của chị đi. Bậy bạ hả? Tôi nói lộn cái gì? Nội tạng. Bán cũng không được nữa. Tôi đã hiến xác cho khoa học nghiên cứu rồi. Khoa học trả về rồi. Trời đất ơi. Bộ đầu lòng ăn ba cái thực phẩm bây giờ nè, nó ngâm cái quá chất gì ăn vào bộ đầu lòng túi quắc còn hơn bông huệ mà chân 10 ngày. Trời ơi. Bữa tôi đưa cho bà khóa lấu quận tư bà bỏ bà không thèm lấy đó. Bộ đồ lòng giờ để cho có dân ta vậy thôi chứ đâu có ăn uống gì giờ tôi hửi tôi sống không à. Hửi tiền á. Là... Người ta hửi nhang đúng không? Là nó lên bàn thờ còn giờ tôi lấy tiền tôi hửi thôi chứ ông ăn giọng gì nữa. Để chân vậy thôi à, cái thứ quắc à. Trời ơi. Xịt chịu thơm thơm lắm tin hửi coi. Đấy. Đấy, đừng chân mang cái cây vô mặt em. Kỳ lắm. Nó nghe nè, bây giờ em nói cái vụ mà nội tạng hồi nãy đó em thấy đó có một cái đường dây quân đội buôn lậu quốc tế rất là nguy hiểm. Mà bây giờ em không biết là giờ mình nếu mà Ngọc Hoàng mà ông xuất hiện á, không biết ông có biết xử làm sao không? Trời ơi, mình là táo mà lo gì cái chuyện đó, chuyện của Ngọc Hoàng mà tôi nghĩ chứ ông không có xử được đâu. Ai nói Ngọc Hoàng không biết xử? Ai nói là Ngọc Hoàng không xử nổi chứ? Ta tới đây. Nghệ sĩ Chí Tâm. Hả? Trời đất á. Nhà ngươi nhìn ta không ra hả? Hiểu lầm rồi, người giống người chứ không phải. Giải thích cho nó biết đi. Sao cười? Cũng tại ông không đó. Sao? Bơm chích bu tóc chi cho nó rần rần lên cái mặt. Rồi cái mặt nó căng quá. Bây giờ kho ra đường không ai nhận ra. Người ta cứ tưởng là nghệ sĩ Chí Tâm. Thấy gốm. Quay qua đi. Trời cái này cũng quen nữa đây nè. Nghệ sĩ gì đây nè. Cái này là cái gì đây? Cái gì tên gì nè? Nga Nga gì nè? Bận bộ đồ hồng chắc bà Hồng Nga. Không có Hồng Nga, bà ngoại tôi má ơi. Trời ơi, cái trang phục như vậy là phải là công chúa Quỳnh Nga nè đúng không? Bậy nữa. Ta xin giới thiệu, ta là Thúy Nga, đảm trách vai Dương Mẫu Nương Nương. Thôi đừng có hát cải lương. Trời ơi, hôm nay Ngọc Hoàng xuống không có thích hát cải lương. Thôi về đi, về đi, về đi, để ở đây chọn một vai tuồng. Thôi tao thẩm mỹ ơi, ngươi đừng hát cải lương làm chi nữa. Để cho bà con khổ, bà con đau, rồi khán giả đang xem phải trả vé ra gì. Thôi đừng có hát cái lương. Bị hả? Bị thấy chưa? Vậy hả? Cũng hai con người, người ta hát, một người hát ta vỗ tay rầm 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 rầm, còn bà hát trời ơi ta im re luôn vậy á. Ê nó nghe nè. Vậy? Em nói nghe. Hả? Mỹ thẩm mỹ giỏi lắm, Mỹ thẩm mỹ cái giọng mình luôn đi. Thẩm mỹ rồi chứ ngày xưa tôi ngủ tôi ngái còn phô mà. Ủa vậy hả? Giờ hát hay đó. Rồi vậy bỏ đi nha, đừng bao giờ có ý nghĩ đi thi visa làm nhục gia đình táo. Thôi tôi nói nghe nè. Hoàng nè, nhìn không ra hả? Hoàng nào, tôi chỉ quen Hoàng Kiều mà giờ không quen tôi nữa. Chị, xin lỗi chị nha. Hoàng Kiều người ta chỉ biết dòng eo 56 thôi. Còn dòng eo của chị là dòng eo 86. Hoàng Kiều nào mà quen. Tôi đây dòng eo có 40 mà ông còn không quen tôi nữa nè. Trời đất ơi, gan quá hà. Bà này là ai thả bà ra sớm về phải chích cho thuốc cho đều mới thả chứ. Thôi cái này là Dương Mẫu Nương Nương với Ngọc Hoàng nè, ta là Ngọc Hoàng. Không có em nghe nè, bây giờ đây dự hội táo quân nè. Không tin. Chị Mỹ Mỹ, nó nghe nè. Hả? Tự nhiên tự mời khách khứa gì đến đây rồi tự nhiên vô nhận Ngọc Hoàng là Dương Mẫu Nương Nương có gì là bằng chứng không? Chứ ai không tin hả? Không. Được, đây. Có cách đi Ngọc Hoàng. Đây là Ngọc Như Ý. Ở ngoài China Town bán dữ lắm. Trời đất ơi. Này có 2.99 nè. Trời đất ơi, sản phẩm thiên đình chất lượng cao như vậy mà nhà ngươi dám bảo là made in China hả? Ở China Town bán hả? À được rồi, ta sẽ thử phép cho nhà ngươi coi. Hỗn lao nè. Hỗn lao nè. Hỗn lao nè. Đau quá, dập hai cái đầu gối rồi. Dạ. Hỗn lao. Dạ tin rồi. Ngọc Hoàng dạng tế. Vậy mới được là. Vậy mới được à. Ngọc Hoàng cho con chứ. Cho con bình thân nha Ngọc Hoàng. Hai người hãy bình thân. Dạ. Dương Mẫu Nương Nương và con xin lỗi. Xin lỗi Dương Mẫu Nương Nương. Bởi vì cái hình Dương Mẫu Nương Nương để trên Facebook đó, cái ảnh đại diện đó
nó khác với nương nương ngoài đời nhiều quá. Ông nào ơi, con cũng nhìn ra, con xin lỗi nương nương. Thôi ta cũng không có giận gì nhà ngươi đâu, ta biết mà. Bản thân ta mỗi lần mà chụp hình tự sướng đó, ta dùng cái chế độ bà tiên đó, ta chụp xong ta còn không nhận ra ta nữa, làm sao ngươi nhận ra ta được. Dạ. Nó chỉnh sửa quá mà, nó cà bánh cái mặt ra luôn vậy đó. Dạ. Cà dạ. Nát mặt ra luôn à. Dạ dạ dạ. Còn táo thần là táo kinh tế. Dạ. Kính chúc cho Ngọc Hoàng và Dương Mẫu nương nương vạn thọ vô cương, ăn cá mình nhớ nhã xương, để năm nay đừng có đi nhà thương. Yeah. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Dần không, thơ ta hay quá mà. Dạ, hay thì nó có hay nhưng mà nó có hơi tục. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, tục ngữ đó. Trời ơi, mai mốt nói cho rõ chữ nha ông nội. Dạ, cái làm kinh tế không có giáo dục vậy trơn. Kinh tế mà không có văn hóa. Giáo dục, con nói là từ nó làm kinh tế mà không có văn hóa. Dạ. Mới vậy. Dạ, thưa Ngọc Hoàng. Dạ, táo kinh tế có mắt mà chưa có laser. Dạ. Cho nên không có nhìn thấy rõ hai vị. Dạ, dạ Ngọc Hoàng tha thứ lỗi giùm mà. Gì đây? Dạ, dạ, thủ tục đầu tiên. Gì đây, hối lộ phải không? Dạ, đó, dạ. Ở trên thiên đình đang bày ra cái chiến dịch bài trừ tham nhũng nè. Nhà ngươi nhớ đó, là bữa nay cái buổi truyền hình trực tiếp có livestream cả thế giới đều thấy, nhà ngươi đúc lót ta, lỡ ta nhận rồi ta ăn nói làm sao với triều đình đi. Dạ không có, dạ cái này là mình quà thôi Ngọc Hoàng. Quà hả? Dạ dạ dạ, Ngọc Hoàng nhận cho em vui đi. Thôi chống tham nhũng không có nhận. Thầy Ngọc Hoàng chống tham nhũng, Ngọc Hoàng ngồi nghỉ ngơi đi. Dạ Dương Mẫu nương nương. Gì? Dạ chúc Dương Mẫu nương nương sức khỏe dồi dào. Nữa hả? Dạ. Ngọc Hoàng mới nói mà bài trừ tham nhũng mà tại sao ngươi cứ tặng phong bì hoài vậy? Dạ dạ. Tặng như vậy là không được nghe chưa? Dạ dạ dạ. Đưa đây coi. Sao phong bì năm nay mỏng quá vậy? Dạ kinh tế xuống quá. Biển động cá chết, mắm nó lên giá, nhà hàng bán cũng hơi chậm. Vậy đó hả? Thôi mỏng quá mình đưa luôn cái bao thư của Ngọc Hoàng đi để chồng vô cho nó dài. Thì đâu có. Của ai nấy nhận chứ đâu có thể nào mà như vậy được. Dạ. Dạ, dạ thấy không, Dương Mẫu nương nương thấy không? Mấy thằng giàu nó hay chùm lắm. Không. Dạ đúng rồi, mình trùm mình mới giàu. Dạ mấy cái thằng mà nó chê chê em mà trùm á là giờ nó nghèo hơn em hết á. Mà ta cảm thấy là người nào tên trùm cũng giàu hết trơn à. Ủa là sao Ngọc Hoàng? Thì nước Mỹ nè cũng có ông trùm đó. Dạ. Ông cũng giàu rồi, ông ra ứng cử tổng thống năm nay, ông đắc cử rồi đó. Ông trùm đó. Ủa ông trùm là ông nào vậy Ngọc Hoàng? Đáng lý ông là tên trùm nhưng ông đến Mỹ rồi đâu có cái dấu quyền đâu. Thành ra phải kêu là Trùm. Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45 kỳ này đó. Thôi Trùm nào thì Trùm, Trùm xì, Trùm 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 triết gì đó, đó không có quan trọng. Giờ cái quan trọng là dạ, dạ, hôm sao? Nay ta xuống hạ giới là cái mùa này là cái mùa on sale shopping holiday phải không? Ô dạ đúng. Bởi vì nhà ngươi rảnh rỗi đưa ta đi mua sắm shopping đi. Cha nương mẫu nương nương yên tâm đi, ta nói năm nay tôi nói là Black Friday là nó sale all the way tới Black Monday luôn. Ồ vậy hả? Trời ơi 70-80% mà tôi nói Gucci, Fendi, Versace nó sale đều vậy hết á. Vậy đó hả? Dạ. Thì thôi dắt ta đến cái shopping nào lớn hơn mấy cái shopping đó đi. À là cái nào vậy nương nương? 99 cent. Trời ơi, nói 99 cent đâu có được, nhưng vậy nó hạ cái phẩm giá của nương nương xuống lắm. Sao dạ? Dạ bây giờ nếu mà nương nương thích cái như vậy đó thì em chỉ cho nương nương cái chỗ này. Dạ nó coi như là mua một tặng một. Dạ mà nhiều khi mà nó thích nương nương nhiều khi nó cho free luôn. Ô vậy hả, chỗ nào vậy? Dạ Goodwill. Goodwill hả? Dạ. Nghe good 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 là ta thích à. Miễn sao cho free là ta vui à. Dạ. Vậy vậy mình coi như mình họp xong cái em đưa nương nương đi shopping liền nha. Rồi ta cảm ơn. Dạ. Dạ 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 ra xin phép và xin phép. Dạ đây cái gì vậy? Dạ bên kia kinh tế nó đẩy nhẹ. Dạ em này đẩy nặng nặng hơn. Đẩy gì vậy? Dạ cái voucher làm thẩm mỹ. Vậy hả? Dạ voucher làm thẩm mỹ hả? Trời ta thích thẩm mỹ lắm á nha. Thôi bây giờ dắt ta về đập nát cái mặt ra làm lại đi. Lần này là lần thứ 10 chứ mấy. Dạ thôi nương nương, cái mặt nương nương mà giờ có làm là cắt cái đầu thay cái đầu mới thôi à. Dạ. Vậy đó hả? Dạ cực lắm. Dạ giờ mình làm cái khác đi nương nương. Chứ bây giờ mình làm cái phần nào? Dạ cái nương nương tuổi nó cũng nhiều rồi. Dạ theo lực hút của trái đất thì nó cũng giật sập một số đồ nghề. Dạ bây giờ nó gọi là nâng ngực qua lỗ rúng đó nương nương. Dạ để hở rúng lên cho công chúng đi ngang thấy rúng, mai muốn sức giàu ta tới sức. Vậy đó hả? Model vợ vậy. Mà mình làm công nghệ với rúng hả? Đúng rồi dạ. Ủa mà sao tại sao mà mình sao không có lúc mà không có làm cái lúc nữa trên mà giờ tuột xuống rúng rồi mình mới làm? Dạ tại vì giờ mới có da. Dạ
có nhiều đứa trẻ giờ mới năm 2000 bị đặt lên Facebook rồi livestream đồ gì ha. Dạ, mấy đứa nó chưa có da mà nó ham nó sửa làm chi không biết. Dạ, nó dồn hai cục lên như hai cục bú rồi đó. À, dạ, đó. Nhìn thấy ghê lắm. Dạ, đừng có ham. Dạ, em làm thẩm mỹ em biết mà đừng có ham lời. À, vậy là bây giờ da nó chảy xệ xệ rồi, nó là vừa đó. Chứ để giống hai cục bú vậy nó đè vậy nó mổ cái khác. Dạ. Dạ. Tới, dạ. Rồi, dạ. Tới rồi. Dạ. Tới rồi. Dạ. Ai nữa? Ai tới vậy? Tới rồi, tới rồi. Ai tới? Tao nào tới nữa đó. Wow, đi bộ đẹp quá. Trời ơi, nó muốn ngay mặt không phải vậy trời. Trời ơi, táo mà còn có ồ e nữa. Táo nào đây? Ủa, ta chưa có thẩm mỹ mà tại sao xe cứu thương đến hốt ta đi chưa vậy? Chưa có ai kêu chính một bọn trong mặt cứu thương tới vậy. Táo này là táo nào đây? Dạ, ai Ngọc đây? Hoàng, nãy vô mà múa mà đi bộ dữ vậy, em là táo Hồ Quảng chắc không Trinh? Hồ Quảng, bà nội mẹ cho Hồ Quảng. Má vô. Là má là táo giao thông nè con. Ồ, à, trời ơi, vô có ồ e là táo giao thông. Ờ, táo giao thông mà táo Hồ Quảng. Chị, ủa trời Mỹ đất Mỹ. Ơi, trời ơi, Mỹ. Từ ngày chị đứng đường tới giờ chị già quá. Con giả trong mặt mày bây giờ nghe. Sao vậy chị? Sao mày nói tao đứng đường? Dạ chị làm giao thông chị đứng đường chứ chẳng lẽ chị leo lên cục điện chị đứng tao cho chị không giật. Chỉ huy giao thông thì chị đứng ngoài đường chị chỉ đúng không? Ừ. Hôm bữa em chạy chiếc son soi đi ngang qua cái trụ điện đó. Thấy chị đứng chị vô quẩy vẫy ở ngoài đó. Đúng rồi. Khói nó phà vô cái mặt chị nó già háp. Thương quá em mới thắng xe lại em quay kiến xuống đưa cho chị cái voucher tới chỗ thẩm mỹ của em chị làm chưa? Tao hận mày nha. Sao hận em nữa? Khi tao tới thẩm mỹ viện á rồi cái mày đưa cho tao cái bộ đồ á tao mặc vô giống như là tù vậy đó. Rồi mày kêu quy một hàng nó đứng ở đó. Trời ơi, thổi đời nay nó bơm Botox mà tôi tưởng như nó bơm xăng vậy đó. Mặt người ta đứng ở đó bơm cốc 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 nó bơm vô. Bây giờ mày nhìn mặt tao đi. Dạ sao ạ? Nhan sắc này nhìn đi cưng. Sao cưng? Tệ lắm. Tao sẽ đi truyền đao về cái thẩm mỹ viện của mày đó nha. Mày bơm Botox mà như vậy nè Ngọc Hoàng. Em nói Ngọc Hoàng nghe nha. Cái con này nè, nó làm không có lương tâm, không trời có đạo đức. Trời ơi, em với nó bằng nhau đó mà nó sửa riết mà mặt em vậy nè Ngọc Hoàng. Hai người bằng tuổi nhau hả? Bằng nhau đó mà vậy. Cái gì vậy bà ngoại? Gì vậy? Trời ơi, mặt bà như bà cố tôi mà bà nhào với chồng tôi bà kêu anh này anh nọ xưng em mới ngọt xớt rồi nghe nổi điên không? Ủa cái con mẹ này là cái con mẹ nào vậy? Trời đất. Tránh ra đi bà ngoại. Con mẹ này là cái con mẹ nào mà cái mặt ấy cái mặt con mẹ này giống tao hả? Ê mày sửa mẹ phải không? Mày sửa cái mặt mày giống tao. Nói nghe nè, tôi sửa toàn cái bô sa rồi mặt đồng phục giống nhau, y như búp bê vậy đó. Ờ ta biết rồi. Mẹ này ai vậy? Diệp Hương. Diệp Hương nào mà sửa dữ vậy má? Chứ ai? Dương Mẫu Nương Nương. Gì? Dương Mẫu Nương Nương. Trời ơi, má không nhìn ra hả? Dương Mẫu Nương Nương. Ừ. Ở trên Facebook bà đẹp lắm mà sao gần mà này bà xấu vậy? Con cũng đâu có nhận ra đâu, nãy mới hố một cái rồi. Bà sống, sống ảo dữ lắm. Ừ. Sống ảo lắm hả? Đi qua xin lỗi. Qua xin lỗi. Nương Nương. Dạ Nương Nương khỏe không Nương Nương? Trời bà xác vậy sao? Em xin lỗi Nương Nương. Dạ em xin lỗi Ngọc Hoàng. Trời ơi, vậy đây là táo giao thông đây phải không? Dạ đúng. Dạ táo giao thông mà đường xá nó không có thông. À không có thông mà. Dạ em muốn xin góp ý cho Ngọc Hoàng. Sao? Nếu năm sau mà Ngọc Hoàng xuống đây họp á, xin Ngọc Hoàng báo trước cho em biết. Em sẽ mai em tặng cho Ngọc Hoàng một bộ tuxedo. Rồi em tặng cho Dương Mẫu Nương Nương một cái soire thật đẹp. Chứ ăn mặc như vậy mà ra ngoài đường, trời ơi nó tưởng đâu là Mr. áo dài nó hốt quá nha. Chị, bà mới nhắc gì tôi nổi da gà vậy? Mr. áo dài. Mr. áo dài còn sống hả? Ủa chuyện chứ sao vậy? Tôi tưởng đập nát mặt chết rồi. Thôi thôi ai nói vậy? Hôm bữa vô thẩm mỹ viện tôi em biết chúng quánh mặt nát hết trơn. Trời ơi kêu tôi sửa tôi không sửa. Ủa vậy là bị sửa cho nó không? Không. Thôi. Ta là Ngọc Hoàng. Thành ra cái logo của ta đó thì ta phải mặc lông bào như vậy nè. Chứ lỡ mà nhà ngươi đưa tuxedo cho ta mặc, người ta tưởng MC Nguyễn Ngọc Ngạn sao? Ôi nói gì nói chứ đã xuống hạ giới rồi, ở trên nó mặc đồ dày rồi xuống đây còn mặc sơ rê nữa, mặc chi cho nó mệt mỏi. Ta mà xuống đây ta quất thẳng bộ bikini ta nằm phơi trên đó. Thôi ai can du ai can du. Như nữ hoàng nội y vậy đó. Dạ Ngọc Hoàng yên tâm, để con vô lấy thuốc uống chấn động lại đỡ bớt. Dạ cho Dương Mẫu Nương Nương uống. Tại sao lại lấy liền đi mẹ giao thông? Tại sao mà tới trễ như vậy? Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, từ ngày ông Trâm ổng lên tới bây giờ á là kể như là cái sở di trú nó khó khăn lắm. Và khi mà con muốn tới đây á con phải tới White House, con trình cái passport xong rồi con mới bay qua bên phi trường Los.
Khi mai xong rồi con đói bụng quá phải chạy xuống Phước Lộc Thọ mua ổ bánh mì chả lụa ăn. Rồi chạy qua bên Westminster mua một ly nước mía. Xong rồi mới lái xe chạy lên đây. Đường xá nó kẹt quá đi cho nên bên Mỹ mà chạy. Cũng kẹt xe nữa sao? Trời ơi Ngọc Hoàng ơi, đừng có nghĩ vậy là lầm nha. Đường tốt, xe ngon, chạy hồi bị gây ra tai nạn đó. Trời ơi, này, nguy hiểm lắm. Thần thấy như vậy nè Ngọc Hoàng. Cái vụ tai nạn này ta mới nhớ ha. Tai nạn là do cái phong trào mà chơi bắt Pokemon đó. Pokemon hả? Ta thấy dán màn xuống, thấy người dân người ta bắt Pokemon, lầm lũi, đi lầm lũi, băng qua đường, chưa hốt được con Pokemon, nguyên cái xe cứu thương đến hốt xác người đó đi rồi. Đúng rồi, Dương Mẫu Nương Nương biết không? Trời đất ơi, tai nạn xảy ra là tại vì cái vụ đó. Rồi phía bên kia họ chạy xe, họ không có chịu chạy, họ chạy chậm 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 chậm, họ nhìn. Bà nội nó như vậy đó mà nó kẹt mẹ hết hai bên đó chứ. Má giao thông. Gì nữa? Con nói góp ý kiến má này là nãy má góp ý kiến Ngọc Hoàng với Nương Nương về cái phần trang phục đó. Và con cũng góp ý kiến má cái phần trang phục. Mình lái xe hơi mình không có cần đội cái mũ bảo hiểm này, kỳ lắm nha má. Con, tại má đi xe xì bo mà mui trần mà con. Trời ơi. Mà lái xe xì bo mui trần là má phải đổi cái mũ này là có lý do. Khi má bấm nút má mui nó bật ra rồi. Mà khi bấm trở vô bấm không được. Nó kẹt mẹ nó rồi. Mà trời mưa nữa làm sao giờ tao phải lấy cái mũ bảo hiểm này tao đổi chứ làm sao. Mà má là giao thông. Má mà không đổi, không có làm đúng luật á, má bị phạt nặng hơn người ta. Cái đó là ở bên Việt Nam, còn này bên Mỹ mà. Bên Mỹ, Mỹ chứ tao cũng phải làm cho đúng luật chứ. Trời đất ơi, tao là táo của thiên đình mà mày nó... Nhắc tới Việt Nam mới nhớ đó. Lúc trời mưa thì sao không? Trời ơi, nhắc cái vụ này mới nhớ nè. Trời mưa đó hả, táo giao thông này quản lý làm sao mà vậy? Đường sát tao nó ngập. Xe hơi, xe máy nó trôi lều phèo, người ta bỏ của chạy lấy người. Ngọc Hoàng, cắt chức mẹ già đi Ngọc Hoàng ơi. Dương Mẫu, trời ơi, cái chức này em mua nhiều tiền lắm. Em chưa có lấy lợi vướng. Trời ơi, kệ bà chứ, tao mua kệ bà chứ. Dương Mẫu mà cắt gì tội nghiệp gia đình em lắm. Với lại suy nghĩ kỹ, cái đường lộ mà giao thông là của em, mà cầu cống là của táo cầu cống hay của vậy em đâu? Vậy lúc đó thì táo cầu cống ở đâu? Nó chết mẹ nó chứ cống rồi. Trời. Chưa lên nữa hả? Lên sao được, nước gặp anh chết mẹ chứ rồi. Trời ơi nội, mà nó ngửi mùi đó không nó cũng chết rồi đó. Ngọc Hoàng à, bởi vậy thôi bây giờ thôi mình trình sớ đi. Thôi nói chung bây giờ đó mình xuống đây là để mình đi shopping, thẩm mỹ viện. Đi về mà trễ, mà thẩm mỹ viện trễ quá không ai nhận ra thiếp hết trơn à. Cái vết thương nó không lành phải không hậu? Mình trình sớ đi nha. Trình sớ đi. Các cháu trình sớ mau mau. Dạ tụi con trình sớ giờ mời Ngọc Hoàng với Nương Nương ngồi xuống à. Đến đây, đến đây. Sớ của táo kinh tế đâu? Dạ sớ của thần đây à. Dạ. Sớ này là sớ của tôi, suốt năm còn khỉ lôi thôi nhức đầu. Kinh tế câu chuyện toàn cầu, nước Anh rút khỏi thị trường Âu Châu. Tiền tài vật chất về đâu, dân nghèo cục vốn kẻ giàu giàu thêm. Giao thông vận tải nước mình, mưa dầm lũ lụt bất bình lội sông. Cầu cống thì chẳng chịu thông, cửa nhà quy hoạch mênh mông công trình. Táo ngành thẩm mỹ đẹp xinh, giải phẫu mông ngực mắt môi gợi tình. Ngành nail thì hoành tráng linh đình, thi nhau mở tiệm gia đình giàu to. Lo tổ chức cuộc thi hoa hậu, có thiền thì cho đậu vinh quang. Giám khảo no ngồi chấm giải ngên ngang, ai xấu nhất chung tiền đủ cũng được là hoa hậu. Hay quá. Dạ, chuyện tổng thống Hoa Kỳ Barack ghé qua thăm đất nước Việt Nam, dân Sài Gòn chào đón thật rình rang, tình Việt Mỹ ngập tràn thấm thiết. Nước Mỹ giàu, nước Mỹ mạnh là nhờ vào đa đảng, đảng Cộng Hòa thắng lợi vẻ vang, ông Donald Trump vua địa ốc hiên ngang, vô Nhà Trắng huy hoàng làm tổng thống. Nhìn nước Mỹ chung tay đoàn kết, lãnh đạo lo cho nước cho dân, chứ không vì lợi ích bản thân, sống tử tế nên dân giàu nước mạnh. Thôi mọi chuyện buồn mình xin gác lại, để ta còn tông cụ nghinh tân. Nằm bính thân những sự kiện xà bần, sơ tâu mãi Ngọc Hoàng nghe phát ngán. Năm Đinh Dậu con gà gáy sáng, cho nhân loài chào đón ánh quang minh, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, xuân quang lạc dương hoa xinh rực rỡ. Chúc các cụ luôn già mạnh khỏe, chúc thương gia thu nhập.
nhập sẽ tăng cao. Chúc cộng đồng đoàn kết nắm tay nhau. Chúc giới trẻ học hành mau đổ đạt. Được rồi, vậy bây giờ mình đi shopping được rồi phải không? Đi shopping được, Hoàng Thượng ơi. Dạ Ngọc Hoàng, dạ trước khi mình đi shopping mình hát bài tặng cho bà con luôn được không Ngọc Hoàng? Được. Rồi mình phải hát tặng một bài mình mới vô được chứ. Chúng chàng thấy trong lòng mình chứa chàng tiếng thao vui và có lẽ rộn ràng. Như muốn xin chẳng mời thật thai, như muốn xin chẳng mời thật thai, như muốn xin chẳng mời thật xuân dân đầy yêu mến xuân, nhân trên vui ta đón nhau yên đủ mừng, để đồng mến phát tài, nhau nhau đồng đường đi mãi xuân tâm tư đồng sai, xuân năm tươi.